Quy ơi, xin chào các bạn. Quy đang ở Bến Tre. Nay Nhẫn giới thiệu một cái đồ leo dừa. Mình lần đầu tiên cũng mới chứng kiến cái đồ leo dừa như thế này. Mình cũng không biết leo như thế nào. Để Nhẫn anh gắn lắp ráp rồi anh dẫn ra cái dừa anh leo cho bạn coi. Đây đi, đi ra đây ra, cho anh thử đi. Đó ngoài ra đây, chỉ cho ngoài. Vậy quá. Y làm vậy rồi, y lắp ráp y lên đây. Đây vậy nè. Trời ơi, bữa nay chưa cột nhé. Ghê vậy. Này phải cẩn thận à. Có cái đồ leo dừa này thì nó thuận tiện hơn. Mấy cái dừa cao quá. Vừa thuận tiện vừa lẻ. Nhưng phải cẩn thận mà cái này cũng. Chứ không ấy cũng mất an toàn. Một cá về leo dừa luôn. Đây nè, cái này rộng nè. Cái kia dễ ấy, dễ thấy được. Nhỏ rút vô. Cái nào trống trống dễ thấy luôn ha. Rồi, bạn theo mình chỉ nhận ra cái. Bây giờ rồi chơi luôn. Này mấy anh em có đi câu. Dính chắc cỡ 3-4 kg cá bạn, cá rô phi nè, lớn hơn bàn tay nè. Mấy bạn nhớ đón xem clip đó luôn nha. Cá rô phi, cá rô đồng. Rô đồng con nào nấy chà bá lửa. Cá trê nữa, được con cá trê nữa. Rồi, có đâu. Đâu bên kia ông cậu. Lâu hơn để đâu mà. Phải xiết dây cáp vô cái cái. Dựng cũng đâu càng sát không? Phải sát sau rồi cái vừa nó ôm nó nổi. Này lên tới đây được cái này giúp này rồi. À này nó có hai cái bộ phận mà. Một cái là phần ở dưới để mình để chân, một cái là để tay ở trên. Ngồi. Và ngồi nè. Cái dây đai đó để thắt an toàn vô cây dừa hả? Có vô lưng. Vô lưng. Thì nó bọc vô đây nè, đừng lên tới đâu mình đâu gì. Đây còn cái đây. Đây bạn thấy hai sợi dây. Cái này này người Việt mình chế hay là thấy bên Thái chế ta? Này vụ bên nào ấy mình học mà. Mình học theo bên Thái đúng không? Thái hay Campuchia gì đó. Đúng rồi. Nó leo quay thấp nốt rồi, thấp nốt rồi. Lâu quá mình leo không? Không gì ông leo lên nha. Ông leo ông không có đứng được đâu mà leo. Mà tôi leo luôn khúc rồi ông leo đi. Để anh thử rồi cho người mới thử em. Thử. Nhẫn nhẫn. Qua đây coi nè anh ơi, anh có thấy chưa? Em mới lần đầu thấy luôn nè. Cái đó là để ngồi phía trên. Đeo cái đai vô. Lết lết từ từ. Trời, giờ đi đụng ngang nãy giờ ta lên tới à. Tới vậy lên tới mà. Đẩy lên. Này là chú ý cho an toàn thôi mà, cũng chậm hơn cái cách mà leo chậm hơn leo truyền thống. Nhưng mà cho bạn thấy nè, trực tiếp thấy. Mình cũng lần đầu tiên trực tiếp thấy. Cái là mình có thể ngồi xung quanh cây dừa phía dưới. Để mình coi hái trái xung quanh. Thì thẳng lên hái luôn đi. Làm gì cảnh sát rồi sao đấy?
mới sáng chế ra đó. Có cái này có đủ quá. Cái cây thích này. Như có người quen thì leo sẽ nhanh hơn các bạn. Tính ra vẫn chậm hơn cách truyền thống, chỉ cái được rất an toàn. Tại có. Chậm hơn hai chảo. Mình tính cái nào hiệu quả, cái này hiệu quả chắc ăn rồi đó chứ. Cái cây cây cao. Hồi đó hả leo cái bụng lột da. À. Giải đầu tiên của ta. Này thì tại mình thấy có nhiều người đi rất là nhanh, chắc là quen các bạn. Này là ngồi dừa, ngồi lết lên cây dừa chứ không phải leo dừa đó. Có cái bàn để mình ngồi. Cái loại này thì chậm ạ. Này ngồi. Này, cũng lâu quá. Này leo được 2-3 lần à, cái dừa nó láng lại cả, nó mới leo lẹ. Cái này nó có cái hẹ này nó đi nó đạp đạp. Cái này mình làm chế sao mà leo mình lên đi lên chạy tới chừng xuống cái nào mình chậm. Rồi rớt hàng. Leo 10 cây lên tới chiều. Có dùng lại bật ra phải không? Dùng quá cái đít nó ngồi ấy xuống quá trớn phải không? Hả? Ngồi chắc là này mòn đít luôn. Cái kia mòn bụng. Chỗ này cứ nãy chút tê đít luôn. Leo vô là cái kia. Leo dừa là cái kia lẹ hơn. Cái này cái đấy đặng máy ôm cắt á. À cái này để cắt cây dừa. À hạ lóng cây dừa ha. À cái này mấy ảnh nói để cắt cây dừa. Hai cái nhà hai bên thì cái đầu chính giữa mình cắt vô. À. Hai chảo mà. Dựng một bờ. Lâu. Cái này thì bao nhiêu tiền một cái này? Này nhiều vậy bạn? Hả? 650. 650. 650.000 cái bộ cây. Không phải do cái này mình đáng mà ra cái chung lại là vậy. Chốt dừa. Này an toàn. Như bệnh rửa đi hết dừa. Có đâu ăn lẹ được. À. Lẹ được. Ừ. Không gì leo lẹ được. Phải vậy đó. Không, nhẫn lên thử coi. Thử leo cái này thử coi. Leo không luôn rồi chứ. Không. Thử coi. Cái đó cái chân dưới chân khóm làm nó dễ. Ra ra xuống đi tôi chỉ. À cái này để cây đống dừa. Leo lên. Nhẫn lên thử luôn. Có thể ăn còn khỏe chứ người đâu bị gì đâu. Ừ. Chậm thôi chứ. Nè, dẫn cái này thì phải bẻ cây cho nè. Đụng cái này thâm trần thích quá. Ta vậy luôn nè. Vậy, thử coi. Trời ơi. Nè. Ủa sao đi vậy? Thôi còn cột cột gì? Cột cái đít nó mới lên được. À rồi lại làm lại. Rồi, đưa cộng dây tôi đây. Cột đây đặng mình đi mình nhổng cái đít nó lên. Đúng rồi. Nhổng đít mình lên thì nó cũng lên luôn. Rồi ơi, dựng leo một chậm á. À. Có cái này dặn bẹt lên nè. Được á. Có lỗi yến theo ngồi chim. Nhận thấy thấy lò leo nhanh hơn. Không có hai này bẹt lên vậy nè. Dặn đi vậy nè. Nhả đó. Xuống đi chậm ở đâu ngược nó lại. Dễ mà. Ờ như ấy vậy mèo dạy cọp vậy đó. Xuống rồi đu cái đút cái đầu xuống trước. Đó nó cây vô. Đụng cây hai tung tay xuống đây. Thôi ơi, tụ mê cho bỏ luôn lên không luôn. Đời hai tương tác. Ê,
Cái thế leo dừa này cũng bá đạo đó các bạn. Không ổn rồi, lên xuống đi. Không lên được rồi xuống. Ơi, tôi chỉ cho cách xuống lẹ anh nè. Thả cái đó. Không cần. Nè. Đang chế thêm. Thả cái đó ra. Rồi, xuống đi, dục không dây luôn á. Đó, thấy không? Cái giờ mỏi giò chứ. Chế ông ổn rồi. Này con đồ đau leo dù cũng quá bá đạo. Đẩy 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 đẩy. Mày sao mình chế sao mình lên tới này mình lộn ngược tới lại chứ. À cho mình đi xuống bằng cái đầu đúng không? Ừ. Sao vậy vậy à? Bạn nhìn đi cái dừa kia nó bằng vừa bằng cái cây cao à. Dừa kiển á. Ơi nó mệt. Đuối nha, hơn là những người không leo đúng không? Mệt hơn leo không vậy nè. Đúng rồi, leo 3 cây là leo không nổi nhưng mà. Chảo, này ông Năm chảo, ông Bảy chảo xuống rồi tới ông Năm chảo. Mệt quá. Quy vừa trường thực trực tiếp cho bạn coi cái kiểu leo dừa với cái đồ leo bá đạo. Hôm qua mình để mà phơi nắng vậy. Hít lên hít xuống, hít lên hít xuống. Mấy ông làm đường ăn chứ gì mà. Phải không? Đang ở xã Thành Phú, ô xã An Nhơn, huyện Thành Phú, được mấy thước, của tỉnh Bến Tre. Vậy chào bạn nha. Cái này nó ức làm giác, nó không biết nó làm ben gì không à. Cho coi sơ cá nãy câu rất là nhiều. Mấy cá câu là chạy chợ hả? Dạ. 4 mét thì... Có cá rô không? Má là không hỏi. Nhưng mà cây đó anh đứng sao mà nó khỏe hơn mình đó. Chế thì cắt dừa mà cái cây đó anh đứng cắt dừa sao được. Thấy không? Cây đó làm leo lẻ đó. Chui. Cây có năm lẻ. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Chào các bạn.